xin chào tất cả mọi người, mình là Youngju đây. Ở đây là ở quê Hàn Quốc, nhà bà nội của Youngju. Hôm nay Youngju sẽ nấu một món ăn Việt Nam cho ông nội bà nội. Đó chính là bánh tráng nướng. Youngju đã chuẩn bị nguyên liệu như này rồi nè. Có bắp, hành lá, phô mai, bánh tráng, trứng và tôm khô. Bây giờ Youngju sẽ bắt đầu nấu bánh tráng nướng nha mọi người. Trong trường nghĩ là bánh tráng nướng là một món ăn Việt Nam dễ nhất để nấu. Lần đầu tiên, dân cho sẽ đổ dầu. Dỗ bánh tráng, đổ nước chương. Ô, trời ơi. Ông bê. Ở đây nữa. Sau đó, dân cho sẽ vô bát và hành lá và phô mai. Là tại sao ngoài hình á không giống bánh tráng nướng Việt Nam một chút nào. Cuối cùng là vô phô mai. Đằng đấy là Việt Nam mình có thể vô xúc xích, nhưng dòng chưa nấu chờ bà nội ông nội. Nên là dòng chú suy nghĩ về sức khỏe của bà nội ông nội, nên là dòng chú không vô xúc xích. Bây giờ dòng chú vô sốt cay. Xin nhìn ngon không mọi người? Rất là cũng ok nè. Cũng ok mọi người. Mình sẽ làm tiếp. Lần này mình sẽ làm thập tết. Hành lá, tôm khô. Tôm khô Việt Nam ngon quá. Ô, lần này thật sự đẹp nha mọi người. Đẹp. Cuối cùng lần này chắc chắn đẹp, chắc chắn đẹp rồi. Yeah, đẹp rồi, đẹp rồi, thành công rồi. Nấu xong rồi mọi người ơi, nhìn ngon đúng không mọi người? Đây em chia sẻ kêu bà nội ông mình nha. Hai mọi người, hai mọi người. 여기 있습니다. 아이고 맛있겠다. 드셔보세요. 이거는 반장눈. 반장눈? 어 그거야. 더 많이 좀 해라. 어? 더 많이 해. 나눠먹게. 진짜 맛있다. 30개. 30개 더 하라고? 어 더 좋고. 응원.